Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video giới thiệu sản phẩm ConnectWell của công ty Danh Đặng. Hiện nay bộ nguồn chuyển đổi AC-DC luôn cần thiết trong mọi lĩnh vực đời sống, từ việc thắp sáng đèn LED cho đến mạch điều khiển, đặc biệt trong công nghiệp để tiết kiệm chi phí giá thành hoặc là phù hợp với mạch điều khiển chuyên dụng DC, thì bộ nguồn DC là một phần không thể thiếu. Bộ nguồn ConnectWell là một trong những thương hiệu top đầu của thế giới với hơn 40 năm kinh nghiệm xuất khẩu cho hầu hết trên toàn thế giới. Với các ưu điểm như hiệu suất chuyển đổi điện năng cao, điện áp đầu vào với dãy cấp nguồn rộng, đảm bảo cho việc thấp áp vẫn hoạt động được. Với tình trạng quá áp thì đã có chức năng bảo vệ cách ly hoặc có cầu chiền tự ngắt ra khỏi nguồn cấp. Bộ nguồn ConnectWell có tích hợp bộ lọc sóng hài đầu nguồn, làm cho sóng hài không thể ảnh hưởng đến bộ nguồn. Điện áp đầu ra có thể điều chỉnh linh hoạt, chính xác với điện áp và dòng điện. Thiết kế chắc chắn, đẹp mắt, màu sắc công nghiệp đặc trưng của sản phẩm ConnectWell. Vỏ được thiết kế với kim loại hợp kim, phủ cách điện hoặc là nhựa plastic cách điện. Bộ nguồn ConnectWell cung cấp đa dạng các nguồn điện áp như 5, 12, 24, 48V, dòng điện từ 1A lên đến 48A. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi sản phẩm ConnectWell. Bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Hoặc có bất cứ thắc mắc gì, hãy bình luận trực tiếp phía dưới. Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ và hỗ trợ. Nhớ like và subscribe để nhận được các thông báo mới nhé. Cảm ơn các bạn.